Vâng, xin chào các bạn nhé. Và để tiếp cái video trước mình review về cái chọn loại pin nào cho nó phù hợp với lại cái nhu cầu của chúng ta, thì ở đây mình sẽ review về cái sạc của hãng Litokala LI600, sạc đa năng, sạc được rất là nhiều loại pin. Và một cái ưu điểm đặc biệt của nó có chữa được cái pin bị quá xả đấy, nghĩa là cái cục pin mà mình quá xả mà nó hỏng rồi đấy, cho vào đây là nó có thể phục hồi lại được đấy. Thì nó rất là nhiều chức năng hay, ví dụ như là nó có thể sạc được dòng lên tới 3A, mà gần như là nó là cái sạc đầu tiên có cái dòng cao đến mức như thế vậy đấy. Rồi nó có thể chứa được 4 viên pin 26650 cùng lúc đấy, và có cảm biến nhiệt độ. Sau đây là chúng ta cùng nhau tìm hiểu đấy. Thì ở đây 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Pin AA, pin dùng cho micro hoặc cho điều khiển thì chắc chắn không thể thiếu được rồi, đúng không ạ? Đấy. Và chúng ta sẽ khui hộp. Khui thì mình khui thôi. Mình test mới hôm nay rồi. Mình test cũng khá là lâu rồi. Đấy. Thì để mình bỏ này ra. À. Thì bên trong của nó gồm một cái nguồn nguồn 12V 5A. Đấy, nguồn 12V 5A. Xịn xò luôn của chính hãng luôn. Một cái jack jack cắm nguồn đấy là jack số 8. Giống như kiểu của các cái laptop ấy. Đấy, và một cái tẩu sạc giúp các bạn có thể cắm được sạc này trên ô tô. Ok chưa? Dây nó siêu to cho khổng lồ luôn, nên các bạn cứ yên tâm chịu dòng tải lớn. Giờ mình sẽ cắm thử vào nha. Đây, thì ở đây nó có một lỗ DC đây. Và cái loại này thì nó bỏ cái jack USB để mình có thể sạc điện thoại được rồi nhá. Thì cái này thì chắc là nó công suất lớn, thế nên là nó không thiết kế thêm cái cổng USB nữa. Thì giờ mình sẽ test thử bằng một cái viên pin 1,5V của Beto, pin sạc. Pin này có giá là khoảng dao động khoảng 230 đến 250 nghìn một vị. Còn pin này là pin cũng là pin sạc 1,5V, nhưng mà nó lạ lắm tại vì nó đắt. 3.500 mAh. Đấy, 2.000 mAh. Pin này thì nó dao động từ tầm khoảng 206, 207 đến 300. Một vỉ 4 viên nhá. Nó rất là mắc, rất là đắt tiền. Vâng. Và mình dám bỏ 200 mấy 300 mình ra mình mua một cái bộ pin như thế này, mua một vỉ pin như này thì làm sao mà lại không dám mua một cái cục sạc xịn để mà sạc, đúng không ạ? Nếu mà mình đã dân chế cháo hay là mình dùng nhiều thiết bị pin, ví dụ như mic này hát hò suốt ngày tốn pin lắm đấy. Cái này nó đầy rồi, mình thử một cái quả để mình ấy một cái quả khác. Thì cái này đấy nhá, mình vừa sạc cái này đấy thì nó báo đầy đấy, để cho các bạn biết là nó có thể sạc được sạc này nhá. Đây là cái vỏ pin này, vỏ pin này trên đây người ta cũng có ghi là sạc được. À, nó nhận theo cái là 3,7V. Ừ, cũng sạc đầy đây đấy. Bây giờ mình cắm tiếp viên pin 18650 vào này. Đấy, thì bây giờ nhá, nó sẽ tự động mới nhận này, các bạn nhìn thấy chưa? Nó tự động mới nhận này. Đấy, nó sẽ báo cái điện áp của pin, phần trăm pin và cái loại pin. Đấy. Ở trên đây không 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 này này thì là nó là cái dung lượng đã được sạc vào. Đấy, khi mà nó tối như này các bạn ấn, các bạn giữ giữ một lúc là nó sẽ không bị tối được, nó không bị tắt màn hình, thời gian sạc đầy. Và đây là cái nội trở của nó, 42 mili ohm, 33 độ C đấy. Thì 33 độ C này thì đây mình nói cho các bạn nghe là ở đây nó có cái cảm biến nhiệt độ, ở trên cái vùng này nó có cái cảm biến nhiệt độ đây, vùng cảm biến nhiệt độ đây đấy, giúp chúng ta có thể nhận biết được nhiệt độ lúc đang sạc
nó nóng hay không và nó bao nhiêu độ. Và nó rất là hay là nó tự động nó đưa ra một cái dòng sạc nó hợp lý cho cái viên pin này. Ví dụ đây là đang là số 2 đây, mình đang là ấn ở số 2 đây thì số 2 nó sẽ đang sạc vào là dòng 2A 2000mAh đấy. Vâng, và cái này mình cũng có thể chuyển được bằng cái việc mình ấn bên này. Mình có thể đưa cái dòng sạc thấp đi xuống 1A hoặc là 1500 hoặc là 2000 MA, 2500 và đến max là 3A, 3000 MA đấy. Thường thường là mình cứ để nó auto như này thôi, nó tự động nhận pin và tự động nó biết là pin này còn tốt hay không để nó đưa ra một cái dòng sạc nó hợp lý, thì các bạn nên cứ lên để tự động ở đấy. Vâng, và chúng ta đi tìm hiểu về về cái nút bên này. Cứ tất cả cái phím bên này là nút bên trên này là nút cảm ứng hết nhé. Đây, ấn vào mode này. Thì đấy. Cái chế độ sạc của nó này. Rồi chế độ đít sạc này. Đấy. Đây là cái chế độ xả nhé. Cái chế độ này cũng khá là mới mẻ. Nó có thể xả cạn cái viên pin này đi. Để cho các bạn biết là cái viên pin này thực tế nó xả được bao nhiêu. Đấy. Thực tế là nó xả được ví dụ cái viên pin là 3000 mAh là khi các bạn đã sạc đầy như này chẳng hạn, báo đèn xanh. Rồi các bạn xả ra mà chỉ còn 2700 thôi là với viên pin đấy cũng gọi là hơi kém rồi. Đúng không ạ? Và ví dụ các bạn xả đủ được 3000 là viên pin đấy vẫn còn tốt. Đấy. Đấy thì giúp chúng ta có thể kiểm tra được cái dung lượng pin. Mini ohm là cái này, nội trở của nó. Test pin đây. Đấy. Cái test pin này thì để nó rất là lâu, để này nó phải tầm 10 tiếng nó mới test xong cơ. Đấy. Rồi chuyển sang cái chế độ mà mình cho là hay nhất, đó là cái chế độ gọi là repair, sửa pin. Đấy, ví dụ như một cái quả pin như này, các bạn quá xả, các bạn xả nó chết mất rồi, thì các bạn đưa vào đây các bạn chuyển sang cái chế độ đấy là nó tự động nó sửa chữa. Rất tiếc là mình lại sửa chữa hết thôi, có bao nhiêu cái cục pin hỏng mới cho đây mình sửa hết rồi, thế nên là mình không còn gì để test cho các bạn xem nhé. Và mình dám bỏ tiền ra mua một cái vỉ pin như này đúng không ạ, 300-400 nghìn thì 200-300 nghìn thì làm sao mình mua được cái sạc nó xịn xò một tí mà dùng đúng không ạ. Vâng, và cũng xin kết thúc cái video tại đây nha. Các bạn nên mua cái này. Giá nó hơi chát đi thôi, nó dao động từ 750.000 đến 800.000, nhưng mà nó giá trị lắm. Vâng, và xin các bạn một like video, đăng ký kênh ủng hộ mình và bật cái chuông để nhận các thông báo tiếp theo nha. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.